Vâng, tất cả chúng ta ở đây thì mặc dù cổ vũ cho đội tuyển nào, tuy nhiên thì chắc chắn sẽ đều hướng tới mục đích chung, đó là mong muốn nền Paralympic Việt Nam phát triển. Có mặt ở đây là một điều kỳ diệu đối với chúng tôi. Tôi rất tự hào về bản thân cũng như là những người đồng đội của mình vì đã vượt qua được tất cả để đến được với vòng playoff. Sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, they knowin' that it's me. Damn, yeah, still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds, told them I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life. Giải đấu khi đã chuẩn bị tình tới hồi kết thì cộng đồng Valorant Việt Nam mình chắc chắn sẽ được chứng kiến những trận đấu nảy lửa ở nhà thi đấu online. Mùa giải đầu tiên mà của VCT cho là người Việt Nam mà chúng ta có được một sân khấu có thể nói rằng to lớn như thế này. Tại cú te lên cú upper, nhưng liệu có thêm điểm hạ gục hay không? Đây, cái liên tiếp là hai điểm. Hai 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 không. Trong sai đã thực sự là clear chưa? Thời gian đang trôi, Bam có rất nhiều thời gian nhưng mà với Bam T, họ có Ju, triple kill dành cho Ju vẫn tan hơn. Bà con, họ hàng, ba mẹ anh, người thân trong gia đình anh là anh hoạt động trong lĩnh vực e-sport. Chứ không phải là chơi game ngoài đường hay là gì đó thì anh rất thấy tự hào về điều đó. Anh xin cảm ơn cấp trên đã tạo điều kiện cho mình tham gia. Mừng. Và nhân đây anh xin cảm ơn những anh em trong team của Tam đã tạo điều kiện cho anh được tham gia giải đấu này. Cảm ơn Vina, cảm ơn Nhân Thống, cảm ơn Đồng, cảm ơn Layla, cảm ơn Vũ. Mình nghĩ rằng là dù sau trận chung kết ngày hôm nay, Fancy hay là Lazy giành chiến thắng thì đó cũng là những đại diện vô cùng xứng đáng để đại diện Việt Nam tham dự vào ASEAN sắp tới. VGO thì lộ và bây giờ thì sẽ là rất nhiều đồ vào mặt của VGO, đem cả Ultimate nhưng không cần, đó là chiến thắng. 70 HP đến từ NTK, có sự hỗ trợ đến từ vị trí Aeroland, thêm là Dư Trần. Trong khi đó thì ở dưới sai, Nizi và Yesaken dễ dàng hạ gục phần còn lại của các thành viên gần phía Nizi. Visual yếu, nhưng ta vẫn có được cho mình nghiệp và cũng đến được Aizola. 2v5, có thêm cả xung nhiên tân tinh đẩy vào Yesaken tìm đến mèo. Và Fancy là nhà vô địch của Valorant Challenger Việt Nam 3 này. Cú hat trick của các thành viên bên phía team Fancy. 3 lần vô địch liên tiếp và ác mộng chỉ xảy ra một lần thôi. 2023 là một Fancy hoàn toàn khác.
và họ là nhà vô địch của VCT Challenger Việt Nam Season 2. Và bên cạnh đó, Fancy United Esports sẽ đại diện Việt Nam tới với VCT Ascension và VCT.